Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn bị tổn thương rất nhiều nhưng vẫn nhẫn nhịn vì gia đình của mình. Vì gia đình thương yêu của bạn, bạn đã phấn đấu rất nhiều trong cuộc sống. Bạn đã đối diện với những sự bất công, những sự tủi nhục từ sự tấn công tiêu cực từ những nguồn lực từ bên ngoài. Nhưng bạn luôn nhẫn nhịn, luôn kiên nhẫn với những lựa chọn của bạn. Bạn là một người rất lương thiện tử tế. Bạn cam kết lựa chọn tình yêu thể hiện trong cuộc sống của mình. Cho dù có bao nhiêu thế lực tiêu cực tấn công bạn, bạn có thể đau đớn, mất cân bằng hoặc choáng ngợp. Chính vì việc lựa chọn tình yêu của bạn đã giúp bạn tìm thấy được ánh sáng, những lựa chọn khôn ngoan để khiến cho cuộc đời của bạn ngày càng phát triển tích cực và bạn dễ dàng thăng tiến trong công việc của mình. Ngay cả khi bạn vì gia đình của mình lo toan rất nhiều thứ, có thể hy sinh lợi ích cá nhân của bạn, đổi lại gia đình của bạn chưa thấu hiểu bạn, chưa tìm hiểu được nguyện vọng của bạn, chưa đáp lại tình yêu của bạn, bạn vẫn luôn cung cấp cam kết lựa chọn tình yêu vô điều kiện để hỗ trợ cho gia đình của mình. Bạn kiên nhẫn làm điều này. Chính tình yêu vĩ đại của bạn đã làm từng thành viên trong gia đình thức tỉnh. Họ nhận ra rằng họ cần vì lợi ích của gia đình hơn là lợi ích cá nhân. Chính sự tự nhận thức này đã làm cho gia đình của bạn ngày càng trở nên hạnh phúc, đầm ấm và phát triển thịnh vượng. Bạn rất xứng đáng có được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.